Hello cả nhà, xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc sống ở đây. Ở đây là ở thành phố Edmonton, Canada. Hôm nay tôi chỉ cho quý vị một cái bí mật ở Costco à. Quý vị nào mà đi chợ Costco đó, quý vị mà nhìn thấy cái số 7 đó, ở 6 á, của cái giá tiền thì quý vị sẽ dừng lại ha, dừng lại để coi cái đồ đó quý vị có muốn mua hay không ạ? Tại vì cái giá mà cái số 7 ở đằng sau là cái giá nó giảm giá đó, và cái đó nó không có thể đem lại bán lại nữa, hay là có thể là quý vị đợi rất là lâu mùa tới kia họ mới đem tới. À, bây giờ để tôi chỉ cho quý vị xem à. Đây đây, số 7 đây quý vị, 99 đồng 97 cent đó. Quý vị dừng lại, quý vị xem liền. Cái đó là hình như cái đôi giày này này. Mà cái này là nó gần hết hàng rồi đó, nó chỉ còn ít thôi. Quý vị thấy mua được, quý vị dừng lại, quý vị xem à. Dở nè, dở mùa đông nè, quý vị đi ngang mà quý vị thấy số 7 nó có 10 đồng này, đó có 3 đồng này. Cái size nhỏ này. Này cho phái nam nè, cũng có nhiều cái size lắm, nhỏ trong cái này nó bán có 20 đồng, bên này có số 7 này, bên này không phải này. Số 7 là số nó giảm giá đó, còn mấy cái số này là nó không có giảm giá, cái này nó giảm giá này. Chơi nè, cái này có 15 đô nè. Bên này 2.4 luôn quý vị. Cái này là cái Lego này, cái này có tới 2.129 miếng nhỏ đó.
Làm cái này hơi lâu á. Có cái bấm này. Ồ, cái này 350 luôn quý vị. Ồ, cái này cái lò sưởi á. Số 7 đó quý vị, mà thấy số 7 là quý vị có ai có mua được thì mua. Giờ nó đang giảm giá bởi vì nó có cái số 7 ở sau là giảm giá đó. Cái này cái mấy cái bộ len á, trong bộ đông quý vị. Sưởi 40 đô, cái này cho mấy ông đi đi làm cái nghề cắt cỏ mùa đông này được. Gì đây, 250 tự chọc đôi 250 á quý vị. Còn video tập thể dục thể thao ở nhà, cái này là những cái cuối cùng rồi. Vì ơi, ai cần thảm này, thảm nhỏ thôi. Còn có 2 chục đô quý vị. Thì nhà ai cũng xài này. Này còn có 10 đô à.
hộp à quý vị? 3 hộp 10 đô. Dây cắm điện. Đây còn có 10 13 đô 4 sợi à quý vị, một sợi là 3 đồng 2. Mấy cái điện trải bịch để chống mưa chống nắng quý vị, 30 đô mỗi này, mùa hè đi cắm trại được này. Này vậy ta, như là cái cục cục bính cái máy, cái giống như cái máy chạy điện vậy đó. Cái này nó phát được 500 W, cái này tới 400 luôn quý vị ơi, 512 W đó. Máy phát điện bằng bính đó. Cái này mà đi cắm trại cũng ok này. That is a good price. Cái này 30 đô quý vị. Eggs? Okay. Này để lock. Go to Home Depot, that'd be nên. Or more, a box. Rồi, xin chào quý vị ha. Mình chỉ giới thiệu cho quý vị là bao nhiêu đó thôi ha. Nếu quý vị nào mà đi Costco mà thấy cái số 7 ở đằng sau, quý vị thấy mua được à? Quý vị dừng lại để xem mà mua ha, cho lần sau mà quý vị tới chắc chắc có, hay là quý vị phải đợi lâu lắm á. Rồi xin chào quý vị nha, hẹn lại gặp lần sau, bye bye.